tim hãy mở cửa ra. Tình yêu là gì? Tình yêu là cao cả. Tình yêu là chén rượu nồng, càng say càng ấm, má hồng thêm xinh. Thân người đẹp bởi vì chỉ có một mình, làm sao chung tình với 40 ăn trưa nay được nha quý vị. Lên làn da của mình đó, rất là nóng nha quý chị mình nha, đó rất là khó luôn nha quý chị ơi, đó thì không nên thử tại nhà nha, phỏng da ráng chịu rồi đâu, em chưa thấy tờ polymer nào hết hả? Polymer đâu hết rồi mọi người ơi. Đó quý chị mình ơi, thương tình ủng hộ cho người đẹp Bội Nhi có tiền về sức ghẻ nha quý chị mình đang nhét cho đi anh. Tờ sắp đổ ở đâu, quanh đâu, để vú đó em chịu cho. Rồi chỗ nào hở thì mình cứ nhét, ở giữa là bánh kẹp nha, vô là kẹp thứ nhất luôn đó. Để mình đút tay mình đút sâu sâu luôn, đừng đút sâu quá nha. Và cái hộ mang nó hộn nó một phút. Kẹ 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 chồng em, là chồng của chị đó. Kẹp vô con xà lông luôn, bột bơ như hậu, bột bơ như dừa, cắn giữa là nhân mỡ. Rồi, hồi nãy còn nhét luôn có Huyền nhét cho quý chị mình nha. Mình nhét chóng đầu lên. Đó, người đẹp Bội Nhi sẽ tới từng bàn phục vụ cho tất cả cô bán chị mình luôn. Đó chị ơi, anh ơi, đó, thấy người đẹp Bội Nhi muốn hay gì muốn xiết giỏi. Anh có lời quyền trả dành tặng cho người đẹp Bội Nhi những thành công tươi thắm cũng như là những tờ tiền polymer. Để người đẹp Bội Nhi sức ghẻ. Dạ. Giữ cho chết những con virus corona. Giữ đi em. Dạ. Vừa lưỡi không? Sao còn sợi lông tại đó xiết kiết á? Còn sợi lông nữa kìa ông. Hey! Lên luôn em ơi, nhét cho đi chị. Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị gái mình luôn. Kìa. Xây. Dạ. Nói gì cho chị á? Rồi anh ơi, đó mình có quyền nè, mình có tiền mình có quyền thôi. Hey! Biệt là giữa trưa này thì người đẹp Bội Nhi phải xiết như này thì rất là cực luôn đó, nên đó em ok trời ơi xin phép đi chạy rồi ôi ơi trời ơi à, kìa Diễm My kìa đó. Diễm My kìa má ơi, Diễm My ok vậy thôi đi chợ rồi má ơi. Diễm My á đi chợ đúng rồi kìa. Rồi quý chị mình ơi, đó chưa tặng cho người đẹp Bội Nhi những cái bao thì quý chị mình có thể lên nha. Dạ. Rồi, đứng lại đây luôn em ơi, đứng lại. Nè. Cái gì vậy? Giữ gì? Trời ơi, giữ vô bị ái hả bà? Ông nội, ác cái ông kêu giữ con phà lông kìa. Kìa, 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 qua gió nó hưởng cho nè. Giữ đi, vô đi anh. Đó, mình nhét đi. Giữ mà. Vô nhậu đi, Diễm May nhậu với mấy cô đi. Nhét vô đi cho. Làm cô dâu đi phục vụ từng bàn. Nhét đâu cũng được, nhét bên trái cũng được, nhét bên phải cũng được, đều theo kìa. Tới từng bàn phục vụ cho tất cả cô bán chị mình luôn. Đó chị ơi, anh
Dữ đi em. Dạ, nó trái hết trơn rồi, anh thấy vừa lưỡi không? Đâu còn sợi lông rồi đâu, xiết kiết á. Còn sợi lông nữa thấy không? Hey! Lên luôn em ơi, nhét cho đi chị. Dạ đúng đó, rồi. Rồi, cảm ơn chị gái mình luôn. Kìa. Say. Dạ. Cùng với tất cả các người đẹp chuyển giới, và tiết mục cuối cùng là tiết mục tấm lưới sáp đèn cày mà người đẹp Bộ Nhi đã phục vụ cho tất cả cô bác anh chị mình đó, một chương trình vui hay mới lạ. Thì cảm ơn tất cả cô bác anh chị mình đó, những ngày liệt tùng cũng như lễ sinh nhật thoi noi đầy tháng, tất cả cô bác anh chị mình vẫn có thể liên hệ với bên trên chúng em nha. Đó, bên trên chúng em từ phục vụ tận tình gần sau núi mỏ hết bác chị mình, đúng không mọi người, vào trang Facebook đó, Thái Hoàng Thiên Bảo nha tất cả cô bác chị mình nha, là tên đàn ông của đẹp Bộ Nhi. Dạ, tức tên bảy sọ. Dạ bảy sọ nha, hồi xưa còn có biệt danh là bé Tuấn nữa. Dạ rồi, tất cả cô bác chị mình vừa qua, và tất cả cô bác chị mình vừa qua cũng xem qua chương trình Lotto Show cùng với tất cả người đẹp chuyển giới, và chương trình thứ hai là chương trình World Bikini cũng như là biểu diễn thời trang, và chương trình cuối cùng là chương trình tắm sắm đèn cây cho người đẹp Bộ Nhi thể thao và phục vụ cho tất cả cô bác chị mình. Bảy. Facebook Thái Hoàng Thiên Bảo nha chị nha. Dạ, cái này Thái Hoàng Thiên Bảo Facebook cũng được. Dạ, chị Thái Hoàng Thiên Bảo. Và rồi chương trình tắm sắm đèn cây cuối cùng là chương trình chúng em tạm chia tay. Thì tất cả mọi người cũng đã được xem một cái chương trình Lotto Show cũng như là chương trình biểu diễn nghệ thuật Lotto, kèm theo đó chính là chương trình Work thời trang bikini đến từ đất nước Thái Lan Pattaya. Đây là những chương trình rất là đặc biệt và gọi là nghệ thuật Thái Lan quý vị, đến từ những người đẹp chuyển giới sẽ phục tất cả quý vị, và nó sẽ nằm trong một cái khuôn khổ nhất định, gọi là trình bày biểu diễn nghệ thuật, nên rất là mong tất cả quý vị sẽ thương tình và ủng hộ đồng hành cùng với là tất cả các chị em chuyển giới của chúng em. Và nếu như tất cả quý vị có nhu cầu liên hệ book show thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của Bộ Nhi 0903053519 nha quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ai xem clip nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.